Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bài số 2 của chủ đề 2 sách hướng dẫn tin học lớp 5. Đó là bài kỹ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản. Đầu tiên bây giờ mình sẽ mở một cái văn bản có sẵn ra đây. Ví dụ như mình sẽ mở cái thư mục soạn thảo văn bản này lên. Rồi mình mở một cái file một số loài vật có nguy cơ bị xóa sổ vì biến đổi khí hậu này. Mình sẽ lấy cái này mình làm mẫu để mình hướng dẫn cho các bạn. Đây, đây là cái đoạn văn mà có sẵn mà mình đã làm trong những video trước đó. Ví dụ như trước khi điều chỉnh thì các bạn cần phải phân biệt được như thế nào là đoạn văn bản. Thì như các bạn biết, đoạn văn là nó sẽ bắt đầu bằng một cái chữ cái viết hoa như vậy cho đến hết cuối cùng của một cái câu là nó sẽ có một cái dấu chấm. Như thế này là một một câu. Nếu như cái câu này nó chỉ có một mình một câu này thôi thì nó cũng là một đoạn văn. Nhưng trong trường hợp này, cái đoạn văn ở đây là nó có nhiều câu nhập lại. Đó, các bạn lưu ý nha, đoạn văn là nó có thể có gồm nhiều câu nhập lại và cuối cùng là dấu chấm đây. Và sau khi kết thúc một cái đoạn văn thì nó sẽ xuống hàng và qua như thế này một cái đoạn văn mới. Thì như vậy là một cái đoạn văn ở trong Word. Trong trường hợp này, các bạn thấy ở trong đây nó có 4 cái đoạn văn. Đó, như thế này là một đoạn văn. Thì đoạn văn nó có nhiều câu nhập lại. Đó, nhưng khi nó xuống hàng thì nó mới hết một cái đoạn văn. Thì đó, khi các bạn phân biệt được như vậy thì bắt đầu các bạn chỉnh nó mới đúng được. Thì đầu tiên mình sẽ tìm hiểu về cách thục lệ ở trong đoạn văn bản ở trên Word. Về cách thục lệ, ví dụ như chỗ này nè, mình sử dụng cái phím tab. Ví dụ như nếu như các bạn chưa sử dụng phím tab thì nó sẽ như thế này đi. Các bạn sẽ sử dụng một cái chức năng theo như trong sách hướng dẫn, đó là khi các bạn muốn thục lệ một cái đoạn văn này. Đó, ví dụ như các bạn muốn thục cách cái lệ trái ra, đây là cái lệ bên tay trái và đây là cái lệ bên tay phải, đây là muốn cách cái lệ trái qua. Trong trường hợp này các bạn không cách lệ trái được, không sao. Nhưng mà các bạn thử cách lệ phải thử. Đó, có nghĩa là khi các bạn cách một cái lệ hụt, trong trường hợp này nó hụt qua bên phải. Đó, thì hồi nãy nó không hụt qua bên trái được, thì khi đó mình hụt qua vậy nó sẽ qua trái được. Thì các bạn để ý cái hai cái lệ mép nó sẽ bắt đầu bằng cái đây. Mặc dù nguyên một cái trang văn bản của mình là nó có dư những cái khoảng trắng như thế này, nhưng mà tính từ cái lệ mà mình đã thiết lập trước thì nó sẽ bắt đầu từ cái chỗ này và kết thúc ở chỗ này. Thì ở bên đây là lề trái và bên đây là lề phải. Khi các bạn bấm như vậy là nó hụt qua phải. Các bạn có thể bấm 2-3 cái liên tục thì nó sẽ nhảy ra, nó bị hụt qua phải như thế này. Đó, khi các bạn bấm vô cái công cụ này. Đó, bây giờ mình muốn qua trái lại. Như vậy nếu như cái chỗ mình bấm trái tới đây rồi mà nó không có nhảy qua bên trái như ý muốn của mình nữa thì các bạn sẽ làm như thế nào? Thì các bạn sẽ để ý tới cái công cụ chỗ này. Công cụ chỗ này nó sẽ có 3 phần để cho các bạn điều chỉnh. Thứ nhất là bấm ngay cái nút màu trắng trắng, ngay chính giữa màu trắng chỗ này luôn. Thứ hai là bấm cũng ngay cái nút trắng mà nút bên dưới. Và thứ ba là bấm ngay cái hình vuông. Đó, nó có một hình tam giác trên, hình tam giác chính giữa và cái hình vuông ở dưới cùng. Thì bây giờ nếu các bạn muốn hụt lề trái mà các bạn bấm chỗ này các bạn bấm không được, nghĩa là các bạn muốn hụt cái lề này nó chạy qua đây luôn. Thì bây giờ các bạn nếu như không bấm được ở đây thì các bạn bấm ngay cái ô vuông ở đây này. Đó, các bạn kéo qua. Đó, thì các bạn thấy nó sẽ chạy qua. Đó, thì các bạn có thể kéo sát mép tới đây. Đó, rồi các bạn có thể kéo. Như trong trường hợp này mình phải, có nghĩa là trong trường hợp này các bạn đã canh lề trước đó rồi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ giới thiệu trước cho các bạn biết về cách kéo thôi. Nó còn liên quan đến khổ giấy nữa, nhưng mà cái đó từ từ mình sẽ nói sau. Bây giờ các bạn chỉ cần biết hụt lề trái nó là như vậy và hụt lề phải là như vậy. Nếu như hụt lề phải trái mà các bạn tới đây không hụt nữa thì các bạn nắm ở đây, nó sẽ kéo ngay cái hình vuông này. Đó, các bạn sẽ kéo ra nguyên một cái đoạn nó sẽ đi ra được. Ví dụ trong trường hợp này đi, các bạn kéo nó như thế này thì cũng được. Đó, các bạn không muốn bấm trên đó, các bạn có thể bấm ngay cái hình vuông, ô vuông đó, các bạn kéo ngay ô vuông chỗ này nè. Đó, các bạn kéo tới đâu thì nó sẽ di chuyển tới đó. Còn cái ban đầu, ví dụ như tới đây các bạn sẽ buông ra đi. Các bạn bấm con chuột ở đây, các bạn lít phím tab một cái thì nó sẽ hụt vô một cái đoạn cố định trước đó. Nó hoàn toàn với cái việc hụt lề của nguyên một đoạn văn. Đó, các bạn cần phải phân biệt được chỗ đó. Ở đây các bạn có thể bấm phím backspace để trở về sát lề lại. Đó, hoặc là mình bấm ngay đây.
Các bạn thấy khi mà các bạn click con chuột ngay ở cái đoạn nào đó không cần phải vô đen như vậy thì máy tính nó cũng hiểu là nguyên tính luôn cho nguyên cái đoạn này. Đó, đây là cái công cụ áp dụng cho cái đoạn. Đó, các bạn vô đen cũng được, mà các bạn chỉ cần click ngay cái đoạn đó thì nó cũng hiểu không cần phải vô đen. À, đó, ví dụ như vậy. Ở đây ví dụ như mình xóa đi. Tương tự như vậy, nếu mà các bạn muốn thuộc lề cùng một lúc hai đoạn hoặc là hết bốn đoạn thì bắt buộc các bạn phải bôi đen nhiều đoạn, những cái đoạn mà các bạn cần muốn thuộc lề đó. Ví dụ như các bạn bấm ở đây đó, ví dụ như vậy, hoặc bấm ngược lại thì nó sẽ thuộc lề hai hay nhiều cái đoạn mà các bạn đã chọn trước thôi. Tới đây nó không thuộc được thì các bạn bấm ngay cái ô vuông này, các bạn vẫn thuộc được bình thường. Rồi còn ở đây là mình sử dụng cái phím tab, mình bấm tab cái nó thuộc vô ở một cái đoạn bằng nhau thôi đó. Mình xóa lại đi. Đó, thì đó là cái cách thuộc lề. Rồi tiếp theo là điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng. Khoảng cách giữa các dòng thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây, các bạn thấy nguyên cái đoạn văn này rồi, là các bạn màu đen đây. Khi các bạn muốn điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng thì các bạn có thể bấm ở các bạn ở cái mục home này nè, các bạn nhìn thấy có cái chỗ này đó. Khi mà các bạn chọn như thế này thì các bạn sẽ thấy nó hưa ra đó. Mặc định nó là số 1, nó là như thế này. Còn đó, ví dụ như vậy đó, ví dụ như vậy, nếu mà mặc định nó như thế này không, mình bấm bên đây nó mới đúng. Ví dụ như các bạn chọn 1.5 thì nó hưa ra chút xíu, 1.5 thì nó sẽ hưa ra chút xíu. Thì đây chính là điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng. Đó, đó là khoảng cách giữa các dòng giữa các dòng với nhau. Rồi mình sẽ undo lại. Còn bây giờ ví dụ như mình muốn điều chỉnh khoảng cách giữa các đoạn đó, các bạn thấy ở đây là cùng một dòng, ở đây trong cái đoạn này nó có ba cái dòng, thì đây là cách điều chỉnh giữa các dòng. Đó, mình trở về đi. Còn bây giờ mình muốn điều chỉnh giữa các đoạn, ví dụ như cái đoạn này với cái đoạn này, các bạn muốn hai cái đoạn này nó cách xa nhau ra thì các bạn bấm vô cái mục paragraph ở đây. Đó, rồi các bạn sẽ thấy có cái mục line spacing đây, hoặc là các bạn bấm ở đây, mình thử coi. Không, các bạn sẽ cần phải, các bạn sẽ bấm vô cái mục paragraph chỗ này mới đúng, giống như hồi nãy. Ở đây nó sẽ có cái mục line spacing ở đây đó. Ví dụ như các bạn bấm ở chỗ này đó, các bạn thấy không? Đó, ở đây nó sẽ có minh họa cho các bạn. Ở đây có nghĩa là before có nghĩa trước, và các bạn có thể hiểu là ở phía trên. Ví dụ như ở cái đoạn trên nó sẽ cách ra 12, nhưng mà cái đoạn dưới nó sẽ không có cách. Ví dụ mình bấm OK vậy thì các bạn sẽ thấy nó ra như thế này. Rồi mình undo lại đi. Ví dụ như mình chọn cái hai cái đoạn ở dưới đây để cho các bạn dễ hình dung. Đó, khi mà chúng ta muốn giãn cách giữa các dòng thì các bạn bấm hai ba rap đây, thì các bạn có thể chọn cái chỗ này nè. Đó, các bạn chọn ví dụ như 12 ở đây, 12 các bạn bấm OK thì các bạn sẽ thấy giữa các dòng nó bị cách ra nhau, nhưng giữa các đoạn nó bị cách ra nhau theo một cái khoảng cách mà mình chọn hồi nãy, nhưng giữa các dòng nó vẫn y nguyên. Đó, thì các bạn phân biệt được giãn dòng và giãn đoạn là các bạn chọn ở trong đây. Ví dụ như trong trường hợp này các bạn muốn bốn cái đoạn này nó giãn đều nhau thì các bạn bôi bốn đoạn chỗ này, các bạn bấm vào một paragraph ở đây và các bạn để ý ở chỗ before và after này thôi. Các bạn ví dụ như bấm mũi tên đây, nó sẽ tăng một lần 6. Đó, ví dụ như mình cho nó là một lần 18 đi, ở đây cũng 18. Đó, các bạn sẽ bấm OK. Đó, các bạn thấy nó hưa ra đều nhau, nhưng mà giữa các dòng nó vẫn y nguyên như vậy. Khi các bạn muốn nó sát lại thì các bạn bấm trở về số 0. Đó, và bấm OK thì nó sẽ sát lại. Thường thì người ta sẽ chọn chỗ này cho nó là khoảng 6. Đó, nhìn cho nó dễ. Đó, như các bạn thấy nó cách gì nó dễ nhìn hơn. Nó khít quá thì các bạn sẽ khó nhìn. Rồi, đó là cách điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng hoặc là giữa các đoạn. Rồi, tới cái chỗ này các bạn sẽ thấy ở đây tiếp theo mình sẽ nói lại cái ý chỗ này chút xíu. Bây giờ mình áp bôi đen cái đoạn này. Bây giờ mình sẽ định dạng lại một số cái chức năng ở chỗ này.
Cách sử dụng cái nút chỗ này, đầu tiên là cái nút tam giác ở trên. Khi các bạn bấm vào cái nút hình tam giác trên ở đây của cái đoạn nào đó thì các bạn sẽ thấy chỉ có cái dòng đầu tiên nó di chuyển. Đó. Đó các bạn thấy không? Rồi. Đó là khi các bạn bấm hình tam giác ở trên. Còn khi các bạn bấm hồi nãy nguyên bấm ô vuông thì nguyên cái đoạn này hồi nãy mình nói rồi. Còn khi các bạn bấm vào cái hình tam giác chính giữa thì nó sẽ di chuyển ở cái bên dưới trừ cái dòng thứ nhất ra. Đó. Như các bạn thấy. Thì tùy theo nhu cầu mà các bạn có thể chọn cái cách nào mà nó phù hợp với các bạn đang mong muốn. Đó là cái cách mình nói thêm về chỗ này. Rồi sau đó là các bạn sẽ thu nhỏ này lại đi. Các bạn sẽ thấy ở đây mỗi một cái đoạn văn khi mà các bạn trình bày trong cái trang Word này, nó cũng có một cái, đây là lề trái, đây là lề phải, và nó cũng có lề trên và cái lề dưới. Trong trường hợp này các bạn sẽ thấy ngay cái lề trên đây nó nằm ở chỗ này. Đó, các bạn đưa ra ngay cái mép màu trắng với cái màu xám xám này, ngay cái mép đó, ngay cái ranh giới đó nó sẽ hiện ra cái dấu mũi tên màu trắng hai chiều. Và các bạn giữ chuột trái, các bạn kéo lên thì nó sẽ đi lên, và kéo xuống thì nó sẽ đi xuống. Đó, như các bạn thấy. Đó gọi là định dạng lề trên. Rồi, mình undo lại đi. Như vậy thì định dạng lề dưới thì các bạn cũng kéo chuột này xuống ở cái mép ở bên dưới, nó cũng xuất hiện ra mũi tên màu trắng hai chiều, và các bạn kéo. Trong trường hợp này các bạn sẽ không thấy gì hết. Mình undo lại đi, bởi vì cái nội dung của mình nó tới đây thôi, nên các bạn sẽ không thấy được sự thay đổi ở cái lời bên dưới. Bây giờ mình sẽ copy này ra. Mình Ctrl C đi. Rồi, Ctrl V. Ctrl V một cái nữa. Ví dụ thì các bạn sẽ mới thấy được cái sự thay đổi. Đó. Đây, mình sẽ bấm ở cái mép cuối cùng ở đây. Rồi mình điều chỉnh cái đoạn này. Mình bấm bên dưới thì khi đó cái lề nó rộng ra thì các bạn sẽ nhìn thấy ở bên dưới nó được nhảy lên trên. Đó, các bạn thấy không? Khi cái lề nó càng bự ra thì ở bên dưới nó sẽ nhảy lên. Nhưng mà các bạn không nên để kéo sát quá, vì khi các bạn kéo sát quá các bạn in ra nó sẽ không có nhìn thấy. Như vậy thì vẫn in ra vẫn nhìn thấy được bình thường. Và một cái điều quan trọng nữa là các bạn phải biết được khoảng cách giữa các lề trên, lề dưới này, lề trái. Đây là phân biệt lề. Như các bạn thấy trong đây nó có hai trang, thì bây giờ cái lề trên của mình là tính từ mép trên đây xuống đây, và đây là lề dưới cũng tính từ mép dưới lên tới chữ này, và đây là lề trái, còn đây là lề phải. Thì làm sao biết được khoảng cách giữa các lề này là mấy cm? Trong trường hợp này máy tính của mình nó đang sử dụng là đơn vị là cm. Rồi, thì làm sao biết được? Đầu tiên các bạn phải kiểm tra lại cái đơn vị đo ở trong máy tính của các bạn trước. Nếu như các bạn đang sử dụng đơn vị là inch thì các bạn chuyển qua đơn vị là cm hoặc là mm, thì các bạn sẽ kiểm tra bằng cách này. Đầu tiên các bạn sẽ bấm vào cái mũi tên chỗ này đây. Đó. Rồi các bạn bấm vào cái chữ More Comment đây. Sau đó các bạn chọn cái mục Advanced đây. Và các bạn chọn mục Advanced đây. Các bạn kéo cái hành trường này xuống. Kéo xuống ở cái mục là Display. Đó, thì các bạn để ý ở cái dòng Show này nè. Đó, nếu các bạn nó là như vậy thì các bạn chọn là cm. Này là đổi qua cái đơn vị của Word. Trong trường hợp này mình đang sử dụng cm nhưng mà mình không thích cm, mình thích đơn vị mm thì mình chọn mm. Rồi, bấm OK. Rồi, như vậy vẫn chưa biết là nó là bao nhiêu mm thì bây giờ các bạn sẽ bấm qua cái mục là Layout. Đó, các bạn đang ở cái mục Home thì các bạn bấm vào mục Layout. Rồi sau đó các bạn bấm vào cái chỗ mà Base Setup ở đây này. Đó, các bạn bấm vào đây. Đó, bấm vào cái mũi tên ở chỗ này, nó sẽ hiện ra chỗ này. Thì các bạn sẽ thấy được cái lề trên, lề dưới, lề trái, lề trên, lề dưới, lề trên là 25,4 mm, lề dưới là 7,5 mm, lề trái là 25,4 mm và lề phải là 25,4 mm. Trong trường hợp này các bạn có thể điều chỉnh lại theo ý của mình. Nhưng trước khi các bạn điều chỉnh cái lề này, các bạn nên chọn cái khổ giấy trước. Có nhiều người không có để ý ở chỗ cái phần khổ giấy paper này. Nếu như các bạn đang ở chỗ paper này mà các bạn trên máy của các bạn mà nó hiện ra cái chữ letter như thế này. Đó, các bạn sẽ gặp rất nhiều cái ở cái chữ là letter, khổ letter nó nằm ở đây. Ví dụ như các bạn máy của các bạn là nó cái chữ letter này, đó đúng rồi. Rất là nhiều, khi đó các bạn in ra nó sẽ không có đúng.
Vì cái khổ giấy này là cái khổ giấy mặc định của nước ngoài. Khi các bạn đang sử dụng ở Việt Nam, các bạn phải bắt buộc phải chọn khổ giấy A4. Đó, các bạn bấm vào mũi tên này. Các bạn phải chọn cái khổ giấy A4. Ở đây, các bạn tìm đến cái chữ A4 và các bạn đích chuột vào. Thì khổ giấy A4 nó có kích thước chiều rộng là 210mm và chiều dài là 297mm. Sở dĩ nó có đơn vị mm ở đây là mình đã đổi qua cái đơn vị mm hồi nãy rồi. Và mình chọn khổ giấy A4 vì khi mà các bạn học, các bạn photo tài liệu hay các bạn được phát tài liệu in trao đến tay cho các bạn học đó, là hầu như toàn bộ là sử dụng giấy A4 hết, rất nhiều. Nên các bạn chọn cái khổ giấy A4 này cho nó đúng. Sau khi đã chọn đúng cái khổ giấy A4 này rồi thì các bạn quay qua cái mục margin này, các bạn có thể điều chỉnh là cái lề như theo ý của mình. Ví dụ như trong trường hợp này mình thích cái lề trên, mình không cho nó 25 nữa, mình cho nó nhỏ thôi, mình cho nó 20. Rồi, lề dưới hoặc là mình cho nó 15 đi. Đó, mình lề dưới mình cũng cho nó là 15. Rồi ở lề trái này mình cho nó 20, 25. Rồi lề phải này mình cho nó 20, ví dụ như vậy. Rồi, bấm OK. Thì các bạn sẽ thấy tự động cái lề nó bị thay đổi lại theo đúng ý của mình và nó sẽ vừa hơn. Các bạn có thể điều chỉnh thêm, ví dụ như các bạn không thích như của mình, các bạn có thể điều chỉnh lại cái lề. Các bạn cũng bấm vào chỗ Basic Up chỗ này, các bạn ví dụ như cho nó đều hết, cho nó đẹp thì các bạn bấm có thể là 20. 20, ở đây mình dùng phím Tab là nó tự động nó nhảy qua, mình bấm 20, đây cũng 20, mình bấm OK. Đó, thì nó sẽ nhìn đều hơn. Ở đây mình bấm chỗ cuối cùng này, mình delete đi, nó sẽ mất cái trang ở bên dưới. Thì đó là cái cách điều chỉnh cái khổ giấy và cái lề, đó, cũng như là cái đơn vị đo. Thì nội dung của cái bài này, các bạn chỉ biết thêm được một số cái tính công cụ mới đó. Ngoài ra các bạn cũng để ý thêm một cái phần, ví dụ như trong cái đoạn này, các bạn bôi đen cái đoạn này. Đó, các bạn thấy ở cái mục Home này nè, ở cái mục Barap này luôn, ở trên chữ Barap nó có cái hùng sơn này nè, giống như trong phần Ben vậy. Các bạn bấm vào cái mũi tên ở đây, các bạn sẽ thấy nó có nhiều màu. Ví dụ như các bạn chọn thử màu vàng. Đó, thì cái công cụ này nó sẽ giúp cho các bạn đổ màu cho cái đoạn của các bạn nhanh chóng. Rồi ở đây, ví dụ như màu đen cái này, mình cho nó màu xanh thì mình bấm vào mũi tên, mình bấm màu xanh. Đó, ở đây mình cho nó màu đỏ thì mình bôi đen cái đoạn này và mình bấm vào đây. Đây mình undo, mình bấm lộn qua chỗ này, undo lại là ở đây. Và ở đây mình cho nó màu đỏ thì mình bấm vô mũi tên, mình chọn màu đỏ. Tương tự như vậy, ở đây mình hít màu tím thì mình chọn màu tím. Đó, ví dụ vậy. Thì đây là cái cách sử dụng thêm cái công cụ hùng sơn đổ màu cho cái đoạn của các bạn, tùy trường hợp mà các bạn sử dụng vào cái mục đích của các bạn. Thì nội dung bài học số 2 này nó chỉ có những cái ý đó thôi, nhưng mà các bạn cũng học thêm được rất là nhiều cái công cụ mới trong đó. Thì nếu như có chỗ nào các bạn không hiểu thì các bạn hãy để lại trong phần bình luận ở bên dưới video, mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.